Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chạy máy cày máy sới nha mọi người. Thì video trước của mình thì lúc đấy mưa ấy, mọi người thông cảm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn dễ hơn. Bút ngọt. Đây là bánh lái nha mọi người, bánh lái này. Bánh lái. Chúng ta quay cái này này. Mình quay cái này là mình thích nó xuống sâu thì mình quay qua bên này, thích cạn bên này nha mọi người. Còn đây là côn nhé. Đây là côn nha mọi người. Đây, để côn. Bước 2, lúc chúng ta vào số, chúng ta cắt côn nha mọi người. Đây, kéo côn. Đây nó có cái cờ này. Đây, có cái cờ á. Xong là bên bên phải là số 1 nha mọi người. Đây, số 1. Rồi, số 1. Số 1 nha mọi người. Đây, số 1. Xong chúng ta hạ côn nha mọi người. Đây, rồi, hạ côn. Chúng ta muốn đi nhanh hơn nữa. Bắt đầu là cắt côn này. Ở đây nó có cái cờ này, đúng không? Có cái cờ, nhà máy người ta sản xuất. Có cái cờ. Xong là chúng ta đưa cái đây lên này. Đưa cái đây lên. Đến bên phải này. Là số 2 nha mọi người. Số 2. Bắt đầu chúng ta hạ số phát. Hạ côn nha mọi người. Đây là côn. Thả từ từ thế nha mọi người nhé. Rồi. Nó chạy nhanh hơn số 1. Mình muốn chạy nhanh hơn nữa. Là mình cắt côn. Để có cái gờ. Cắt côn đúng không? Xong là mình đưa cái số này. Qua bên trái này. Qua bên trái. Để nó vướng cái đồ này. Qua bên trái. Rồi. Quả bên trái là số 3 nha mọi người. Rồi bắt đầu là chúng ta hạ côn vừa này. Đấy, hạ côn vừa thôi. Hạ nhẹ thôi. Rồi. Bắt đầu chúng ta muốn về số lui. Lúc chúng ta chạy tông vào bờ như vậy này mọi người. Đúng không? Chúng ta không biết số lui là cái gì đúng không? Đây. Mình sẽ hướng dẫn từ án Z luôn. Đây, cắt côn nha mọi người. Rồi, cắt côn nó có cái cờ này. Có cái cờ hay cái cờ này. Đấy. Xong lúc chúng ta vào số dè nhá. Đây. Trả số này. Đây. Rồi. Trả số này. Và số này. Đúng không? Đây là số mò nhá. Số mò. Số mò là mình lúc mình đứng nhá. Đây, mình hạ côn là nó mò. Nó không còn số nữa mọi người. Đây, mình cắt côn tiếp, mình muốn vào số lùi. Đây. Đấy mọi người thấy chưa? Bắt đầu qua bên trái nó số lùi nha mọi người. Đây, số lùi đấy. Số lùi chúng ta hạ côn vừa thôi nhá. Hạ côn vừa thôi. Ví dụ là cái bánh lông kìa nó chạm vào bờ như vậy đúng không? Chạm vào bờ như vậy. Xong mình bóp trên hướng này mọi người. Bóp trên hướng này. Bóp trên hướng này bắt đầu là cái đít này nó sẽ qua bên này nhá. Nếu mà mình không bóp là nó nâng cái đít mọi người. Nó nâng cái đít bắt đầu là nó nâng lên trên trời luôn đấy. Đấy mọi người. Thì mình bóp trên hướng này mình tha côn vừa thôi mọi người nhá. Rồi. Cắt côn. Cắt côn bắt đầu là mình trở về số mò nhé mọi người. Đấy, trở về số mò đấy. Trở về số mò. Rồi, trở về số mò. Xong là hạ côn rồi nó không chạy nữa. Lúc mà ngày xưa tôi chạy mãi mọi người. Chạy mãi cứ để số như vậy nhá. Ví dụ là cho số 2 đúng không? Thì mình đi câu, đi kiếc, đi đái đúng không? Mình cắt côn như vậy này. Mình cắt côn như vậy là không được nhé mọi người. Lúc mình đi đi uống nước đúng không? Đi uống nước thì mình chạy máy có khi mình đi khát nước đúng không? Các bạn đừng có để côn như vậy nhá. Dù là cái đây là số đúng không? Nó còn số như vậy này. Mình dù là mình cắt côn như vậy, mình để như vậy là không được đâu mọi người nhá. Thì mình chạy lo năm á thì nó bị gãy cái chốt đấy mọi người. Đây cái chốt này. Chốt này, nó bị gãy cái chốt này, bắt đầu là đây nó quay ấy, nó quay có khi là cái đây nó căn vào đây nha mọi người, thấy chưa? Cái ốc này này mọi người. Cái ốc côn ấy nó căn vào đây, nó đá đây có thể là gãy cái này nha mọi người. Thì lúc chúng ta đi uống nước thì đá gì đấy. Chúng ta cắt côn như vậy đúng không? Đúng rồi, xong chúng ta mò số nha mọi người. Rồi, mò số. Xong rồi chúng ta hạ côn. Đấy, chúng ta muốn đi uống nước, đi đâu cũng được, đúng không? Đi lâu một tiếng cũng được, đúng không mọi người? Đấy, yeah. Rồi, xong. Đây là cái dàn phay mọi người. Đây, dàn phay nhá. Đây, đây. Mình quay con này qua bên này là nó có dàn phay nhá mọi người. Dàn phay nhanh luôn đấy, dàn phay nhanh luôn cái đây này. Mình cắt qua bên kia là dàn phay nó chậm. Mình cắt con này nó nhanh nhá mọi người. Đấy. Rồi, ok. Thì hôm nay mình sẽ nổ máy cho mọi người xem nhé. Xem mình chạy nhé. Đấy. Rồi, máy của mình nha mọi người. Đây, máy của mình đây.
Lúc mà máy chúng ta hết dầu ấy các bạn, hết dầu thì mình lấy cái đồ vặn cái lên 18 mọi người. Đây cái lên 18 mình vặn vào ốc này, mình xả gió nha mọi người. Đây xả gió. Đây các bạn ơi. Cái ly là số 18 mọi người. Đây, số 18 ở ngược, cầm ngược ngược. Đây, ở ngược ngược. Đây, có con số đúng không? Đây, nó có con số 18 thì mình vặn vào cái này nhá. Đây. Lúc mà máy mình nó hết dầu nhá mọi người. Đây, mình vặn vào đây này. Dầu nó sẽ ra cứng nhỉ. Đây. Đấy, dầu nó ra nhá mọi người, đúng không? Đấy, lúc mà xe mình hết dầu rồi mình vặn lại nhá. Đây. Đây, rồi. Bắt đầu là nổ. Đúng không? Bắt đầu là nổ này. Đây là cái heo. Rồi, vặn chắc rồi. Thì hôm nay mình sẽ nổ cho các bạn xem nha. Nhật thiệt, vinh nhật thiệt. Phải nhau đấy. Tàn lên.